Xin chào quý vị và các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Các bạn thân mến, chữa yếu sinh lý có rất nhiều phương pháp khác nhau, trong đó chữa yếu sinh lý bằng phương pháp dân gian được mọi người đánh giá là phương pháp vừa đơn giản, tiết kiệm, an toàn và hiệu quả tại nhà. Và nếu các bạn đang quan tâm đến vấn đề này, mời các bạn cùng theo dõi video của chúng tôi dưới đây. Chữa yếu sinh lý phải làm sao? Nếu mức độ nhẹ, các biểu hiện ở giai đoạn mới khởi phát, người bệnh có thể áp dụng mẹo dân gian để chữa trị hiệu quả. Tuy nhiên, chỉ coi đây như là những phương pháp hỗ trợ, áp dụng song song các biện pháp điều trị khác. Có thể áp dụng mẹo dân gian tại nhà như sau. Thứ nhất, chữa yếu sinh lý bằng trứng gà. Thành phần vitamin D có trong trứng gà thúc đẩy sự sản sinh hormone nội tiết tố testosterone Người bệnh thực hiện đơn giản bằng cách luộc trứng từ 1 đến 2 quả và ăn. Sau đó uống nước mật ong 2 đến 3 thìa mật ong mỗi lần, duy trì 3 đến 4 tuần và không nên áp dụng với người có cholesterol máu cao. Chữa yếu sinh lý từ lá hẹ Thứ hai, bài thuốc chữa yếu sinh lý từ lá hẹ Mẹo điều trị yếu sinh lý từ lá hẹ cũng là cách thực hiện tương đối phổ biến. Người bệnh rửa sạch một nắm lá hẹ, đem xay nhuyễn, chắt lấy nước cốt, thêm 1 đến 2 thìa mật ong nguyên chất đun sôi nhẹ và uống hết trong ngày. Thứ ba, mẹo điều trị với rau ngót. Bài thuốc trị yếu sinh lý từ rau ngót cũng là mẹo dân gian tại nhà, thường được dùng rửa sạch một nắm rau ngót, xay nhuyễn, chắt lấy nước cốt để sử dụng. Mỗi ngày dùng một ly, duy trì khoảng 2 tuần sẽ thấy hiệu quả. Chú ý không lạm dụng các mẹo dân gian nếu không thấy biểu hiện thuyên giảm, thậm chí có dấu hiệu tiến triển nghiêm trọng hơn. Thưa quý vị, việc bổ sung các loại thực phẩm và chế độ dinh dưỡng hợp lý giúp tăng cường sinh lý là một điều cần thiết. Tuy nhiên, để cuộc yêu được diễn ra lâu hơn, sung mãn hơn, bác sĩ còn khuyến nghị các quý ông nên bổ sung các dòng sản phẩm chức năng đặc trị yếu sinh lý. Theo đó, xin giới thiệu với các bạn bộ đôi sản phẩm x thận và x men của Hớp Lắc giúp tăng cường sinh lý cực mạnh. Đây là một dòng sản phẩm được Cục Vệ sinh An toàn và Bộ Y tế cấp phép giúp bổ thận, tráng dương, sinh tinh, giúp đấng mày dâu tăng cường sinh lý rất nhanh và hiệu quả. Sản phẩm được bào chế 100% từ các thảo dược quý như đông trùng hạ thảo, quế nhục, sa sàng tử, tiêm mao, thục địa, bạch chuột, câu kỳ tử, đương quy, đỗ chặt, dâm dương hoắc. Đây là những thảo dược quý được nghiên cứu và khai phá từ lâu đời nay. Chính vì vậy, khi các quý ông sử dụng sản phẩm này, chắc chắn sẽ nhận được các công dụng tuyệt vời như sau: Sau một liệu trình sẽ thúc đẩy được quá trình sản sinh testosterone nội sinh nhanh hơn, bền vững hơn, tăng cường sinh lực, làm chậm quá trình mãn dục nam, giúp hỗ trợ cải thiện tình trạng xuất tinh sớm, rối loạn cương dương và kéo dài thời gian quan hệ, giảm tình trạng mẫn cảm khi quan hệ với bạn tình giảm nguy cơ tim mạch, tăng chức năng gan thận cực tốt. Đặc biệt, sau khi sử dụng sản phẩm sau 2 tuần, các dưỡng chất có trong sản phẩm này sẽ giúp quý ông ăn ngon hơn, ngủ ngon, tăng cường sức khỏe, từ đó giúp tinh trùng khỏe mạnh gấp 10 lần. Vâng thưa quý vị và các bạn, ích thận và ích men của Hớp Lắc chính là sản phẩm cứu cánh cho đấng mày dâu. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của chúng tôi. Các bạn thân mến! Vừa rồi chúng tôi vừa giới thiệu với các bạn một số bài thuốc dân gian vừa hữu ích, đơn giản lại hiệu quả tại nhà. Và nếu các bạn có bất kỳ câu hỏi hay thắc mắc gì, mời các bạn cùng comment xuống bên dưới để được chúng tôi giải đáp và trả lời trong các video tiếp theo. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!